Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Thì hôm trước mình có review về cái máy hàn miệng túi, hàn ni lông túi nhựa này. Và ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ là bung thử ra xem bên trong nó như thế nào. Đây là thứ nhất, và thứ hai là mình sẽ độ thêm cái pin cho nó. Đó, để cho nó dùng khỏe hơn, bền hơn. Đó. Rồi đầu tiên là cái sản phẩm này thì mua ở trên Shopee nhá, giá cũng tầm 20.000. Đây, mở cho anh em xem. Đây, máy hàn miệng túi, cái này trước anh là mình làm review rất là test rất là kỹ rồi, hàn được các loại túi gì, túi bim bim rồi túi ni lông các kiểu. Và có cái đặc điểm của nó, mình thấy là cái nhược điểm là nó sử dụng phải sử dụng cái pin này. Có thể là nhược, mình thấy là nhược điểm nhưng mọi người nghĩ là ưu điểm. Thì ta không phải cắm điện sẽ an toàn hơn, nhưng mà mình nghĩ rằng dùng cái pin này thì thật sự hết sức bất tiện này. Để dùng lại cho anh xem một lần này, chúng ta cắm pin vào đây. Pin lưu ý phải dùng pin mới nhá, pin cũ thì trước mình không thể dùng được cái pin cũ. Lại cắm vào như này thôi. Rồi các bạn lấy túi ni lông này, đẩy cái nắp này vào. Đấy, bỏ cái này xuống này. Ví dụ mình có một cái túi ni lông như này. Đấy, hàn thì ví dụ hai cái này cho nó dính vào nhau này. Các ấn vào đây miết đó thì nó sẽ dính vào nhau, rách luôn túi này. Đó là cách dùng của nó. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành là chúng ta sẽ tháo thử bên trong xem nó như nào mà sao nó thần kỳ như vậy. Thôi tháo thì hết sức đơn giản thôi, tháo pin này ra. Bên trong của nó sẽ có hai viên pin này, tí nữa mình sẽ độ luôn hai pin này. Hai này chúng ta sẽ dùng sang một viên cell 18650. Rồi xem nào, cái phần này chúng ta tháo được này. Đó, cái này chúng ta đã tháo được này. Đó, nhẹ lắm anh em, chẳng có gì cả. Mà đằng sau có là model của nó X2000. Đó, dùng là 3V 5Hz. Dùng có thể là dùng điện một chiều 3V 3W. Đó, mình có thể cắm điện được, nhưng mà cắm điện kiểu gì cái này. Cái này thì sẽ không biết là có ốc không. Không biết là có ốc không. Không có ốc nhá. Cái này dùng dán hoàn toàn rồi. Bây giờ mình sẽ cậy ra bạn. Con này thì nó có một công tắc ở đây này. Cái miếng này thì cho mình hiểu chắc là nó có dây mây xo ở đây thôi. Mình thấy nó có khe đây. Đó, ủa. Mình tháo được cái mặt trước của nó đây. Mặt trong này chính là cái mặt sợi đốt này. Nó hết sức đơn giản anh ạ. Trong này thì là hai cái cực của loại pin này. Vâng, là có một cái lò xo ở đây. Và có một cái miếng này. Miếng này, này chính là cái miếng làm nóng của nó. Thì nó là cái này là cái lõi sứ. Nó là cái lõi sứ. Cái lõi sứ này giống trong cái lõi sứ của mỏ hàn ấy. Anh em sử dụng mỏ hàn nhiều chắc là biết cái lõi sứ này. Thì nó có một cái dây kiểu dây mái xo. Nó ở trong cái lõi này, nó đi qua cái cực này. Cái cực này chính là cực ghim, nó đi lên đây, nối xuống đây. Cái khái cái này nó chỉ là cái dây mai so thôi, nó đi qua sợi sứ. Đó, và trên này thì họ dán được băng dính sợi thủy tinh. Đó, cái dính này dính cách nhiệt. Đó, thì mặc dù cách nhiệt nhưng mà cái phần cái lõi cái sợi cái mai so này, nhưng mà chúng ta truyền điện qua thì nó sẽ nóng đỏ lên, và nó cũng sẽ tác dụng làm giúp cái ni lông nó chảy ra. Đó, nhìn nó cũng hết sức thô sơ vậy ạ. Đó, lò xo thì mình chưa biết làm gì, chắc là lò xo để giữ thôi. Và chúng ta sẽ bẫy công tắc này xem nào. Bỏ công tắc này, nhìn nó khá đơn giản.
rồi anh em ạ. Mình tưởng trong này có công tắc nhưng thực ra không phải nhá. Trong này thực ra nó chỉ có một cái lò xo thôi. Của nó có mỗi duy nhất cái lò xo đây. Hết rồi, chả có gì đâu. Nhưng mà tất thật thật cái bên trong của cái máy hàn miệng túi nó chỉ có thế này anh em. Theo mình cái phần quan trọng nhất của nó chính là cái phần này, phần loại sứ này và có sợi máy xo này. Và hai cái cực này thì ra cũng chẳng quan trọng lắm. Hai cái cực này nó chỉ có tác dụng là để mình lắp hai viên pin mà thôi. Hai pin này có bị gì hết các kiểu. Rồi tiện đây thì chắc là mình cũng sẽ độ đẽo nó thôi, nó thêm. Rồi đây, cell đây, mình có thể độ những cái cell này. Đó, cell này cell 201806 này. Độ cell này thì chất quá anh ạ. Cái viên này 26650A này, cái viên này của nó dòng rất là cao nhưng mà viên này rất là đắt, 70. Cho mình sẽ tìm một cái viên nào mới mới. Viên này ok này, lấy một viên này. Kiểm tra xem cái viên này nó còn có pin không. Mình chỉ độ khi nào viên này nó còn có pin. Viên này còn 3V anh ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại cái cell này nhá. Mình đang định là dùng như này nhưng mà sợ nếu bạn cho cả viên này vào đây mất cái kết cấu của nó. Cái này lắp cũng đơn giản thôi. Cái bạn đằng trước này. Cái này không phải là công tắc mà nó chỉ là cái giữ thôi anh ạ. Chỗ này chúng ta có lò xo đây. Và hai cái cực này thì nó sẽ lúc mà nó sẽ chạm vào hai cái này. Cái G này thì nó quay ra đây. Là máy hai miệng túi mà ra nó cũng đơn giản, không có gì đâu hết rồi. Chắc là mình phải tháo này ra thì mới hàn được. Rồi, mình sẽ lấy hai cái sợi này. Thực ra là mình có thể hàn thêm một cái mạch này. Cái mạch là cái mạch sạc cho cái cell này luôn. Đây. Là một cái mạch sạc cho cái cell này. Đó. Cực này vào đây để thử, chúng ta sẽ test trước. Mình hàn trước để thử xem cái gì này nó chạy không.
Rồi. Cái này là các bạn nó có thể hàn được rồi. Và tôi hàn luôn. Mình sẽ cố định tạm thời vào đây nhé. Rồi, vì tiếp theo là mình sẽ phải thử cái này trước anh em ạ. Mình thử xem là cái viên này nó có chạy được không. Cháy khét luôn đây nhỉ. Cái này rất mạnh luôn nhá, xả nó cao rồi. Đấy, nó nhẹ này, nó kín rồi này. Đó. Được nhá. Rất ngon lành luôn. Rồi, mình sẽ điều chỉnh lại phần dây điện này nhá. Rồi, mình độ xong rồi. Thực ra mình thấy việc độ mạch thì cũng không cần thiết lắm với một cái máy này. Nhất là rất ít dùng. Thứ hai là con này pin của nó thì dung lượng lên tới là 2000 mAh. Chỉ dùng cái viên này có khi dùng một năm chả hết. Nên quyết định mình không độ cái mạch sạc. Tại vì còn dùng cái này nó dùng rất là tốn ít điện. Đó. Đây là lý do mình bỏ lại cái mạch này, không hàn thêm vào để sạc nữa. Con này thì sau khi mình dùng một thời gian, mình thấy rằng để cái này thì khi mà các bạn cho vào hộp như này, nếu mà lỡ chúng ta ấn vô tình cái này thì nó rất dễ là cháy. Chính vì thế mình quyết định là độ thêm mới công tắc cho nó ở đây. Chế độ công tắc ở đây. Mình có độ thêm cái phần công tắc đây anh ạ, cho nó an toàn. Đó. Rồi. Thì nó chắc chắn hơn anh em ạ. Khi dùng thì chỉ cần gạt công tắc này về đây. Em thử nhá. Đây, mình để trong cái trường hợp như này. Chả các bạn cho vào hộp như này. Đó. Đấy. Thì cái này của chúng ta không làm sao này. Đấy. Gạt công tắc này. Đấy. Thì nó sẽ tốt hơn. Các chỉ hàn chấm thôi. Các bạn lưu ý nhá, chúng ta để cái phần O hay là tắt này, còn cái phần trừ này là nó đang mạch nó đang ngắn lại này. Đấy, ok, ra sang đây.
Đấy, thế thôi. Rồi như vậy ngày hôm nay thì trong video ngày hôm nay mình đã độ chủ yếu là review cho anh em bên trong cái máy hàn túi lông túi nhựa như nào. Đấy, như là chúng ta độ thêm cell, độ thêm phần công tắc. Riêng cái phần mạch thì mình nghĩ rằng là không cần thiết lắm với cái máy này. Tại vì cái với cái dung lượng pin này mình nghĩ là dùng 1 năm chưa chắc là hết pin này. Đó. Khi là hết pin chắc là mình chỉ cần nhổ hai cái này. Rút cái cell ra sạc và lắp một cell khác vào. Đây, cell thì đầy này. Đó. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và nếu thấy video hay thì nhớ các bạn nhấn like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.